Hello, em cần xin chào các bác. Em đang ở trạm dịch vụ Hải Dương. Em đang trên đường đi giao con Spark này đến tay khách hàng và đồng thời đang trên đường đi mua một con VinFast Fadin thuộc đời 2020. Đấy. Hiện tại thì em mình đang đi nhưng mà em làm những cái vlog mà đi mua xe trực tiếp ấy, thì các bác bảo rằng là ông này mõm thế. Thì bây giờ em sẽ cho các bác một đoạn mẩu video ngắn quay về con Spark này. Em sẽ cho các bác xem khả năng mõm của em Cường nó như thế nào, nó kinh khủng như thế nào, mời các bác xem thử nhá. Rồi, ok. Đây, giả sử như em giới thiệu con Spark này đi. Đấy. Hiện tại thì con Spark này, đấy, các bác và anh em nào sở hữu thì có lẽ rằng là không có gì để mà bàn. Bởi vì sao? Nó được đến từ một thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy. Và thương hiệu này là một cái thương hiệu khá nổi tiếng ở Mỹ về nồi đồng cối đá, cộng với là một cái thương hiệu đến từ cái nơi mà một đất nước mà có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới thì không bao giờ có sản phẩm kém chất lượng. Đấy. Và bây giờ vào đây. Rồi ok, em sẽ chia sẻ với các bác ở trong nội thất con này nhá. Đấy. Hiện tại thì các bác nhìn thấy cái vô lăng của nó không? Đấy. Vô lăng của con này hiện tại là được thiết kế bằng nhựa, thế cho nên là các bác yên tâm hoàn toàn về nó cực bền về thời gian, không bao giờ các bác sợ bấm vào đây mà còi vào đây mà nó bóng đi đâu. Đấy. Và tiếp đến nữa là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này thì các bác thấy thế nào? Em cảm giác như cái đồng hồ của trên con xe thể thao chạy với tốc độ ví dụ vài trăm km/h ấy. Đấy. Nó rất là độc lập, các bác gần như là nhìn các dòng xe trên thị trường gần như là không có đồng hồ nào nằm một cục như này cả. Đấy, thay thế các thứ thì tháo một cục này vứt ra đây thay là được luôn, và nhìn các thứ là nhìn thấy luôn. Đấy. Bên cạnh này là nó có đầy đủ các thông số, tất cả những cái lỗ này là mỗi một lỗ nếu có cái nào sáng lên thì đấy, cái đấy là cái lỗi nha các bác nha. Rồi ok. Đấy, đấy là về cái phần thiết kế về nội thất. Tiếp đến là các bác nhìn cái phần cửa của nó này, toàn bộ thiết kế bằng nhựa, thế cho nên là các bác không phải sợ là những cái dòng xe thiết kế bằng da nó bị nổ, nó bị làm sao hết nhá. Con này thì các bác dùng muôn đời luôn, không bao giờ hỏng. Tiếp đến nữa thì đây có một lớp nhựa như thế này. Nhựa như thế này nhưng mà các bác nhìn nhá, cảm giác như là gỗ gì đó. Đấy, cảm giác như là Sumagoku gì đấy của Nhật đấy chẳng hạn ấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, khả năng liền mạch của nó này. Các bác thấy thế nào? Quá tuyệt vời đúng không? Đấy, nhưng gần như là trên những cái con xe dưới 1 tỷ thì các bác hiếm nhìn thấy những con nào mà có những cái kiểu như thế này. Đấy, cạnh nó nữa là cái cửa gió điều hòa. Đấy, các bác thấy cửa gió điều hòa hay không? Cửa gió điều hòa này nó không như những cửa gió điều hòa của các dòng xe khác là mình phải có cái cần gạt lên gạt xuống, gạt trái gạt phải. Đấy. Cái này là cửa gió điều hòa nó giống như là phần điều hướng của cái máy bay phản lực. Đấy, nó có thể quay bên này là xong rồi gạt này, quay bên này. Đấy. Quay sang bên kia là gạt sang bên kia. Đấy, mà không thích thì gạt phát xuống đóng kín luôn. Đấy, cực kỳ hay luôn, mà trên những dòng xe dưới 1 tỷ gần như là không có này. Kể cả trên mẹc cái chăng nữa thì cái cửa gió nó giống cái kiểu là động cơ máy bay phản lực. Tuabin cầm phải vặn như thế này, những cái này không. Đấy. Tiếp đến nữa, các bác để ý này, đây là một cái thiết kế mà không bao giờ hỏng, phải nói rằng không bao giờ hỏng. Đấy. Mà ai cũng có thể làm được, người già cũng có làm được. Đấy. Những cái con xe đời cao bây giờ phải bấm nút trái, bấm nút phải lên xuống là người già người ta không làm được. Nhưng với cái này nhá, các bác chỉ cần vặt lên vặt xuống như này, người già người trẻ cũng chỉnh được hết. Đây, chỉnh thoải mái luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thì đấy là cái mà cái thiết kế phải nói rằng cực hay, các bác nên sử dụng nhá. Rồi, tiếp đến nữa. Màn hình thì được lắp thêm như được trang bị đầy đủ những cái tính năng, bao gồm có dẫn đường, chỉ đường, cảnh báo tốc độ, ra lệnh giọng nói đủ hết, camera lùi đủ hết. Đấy, mà trên những cái dòng xe sang ấy, có những dòng xe sang còn không có cả camera lùi cơ, nhưng con này nó có đủ. Đấy. Dưới cái dưỡng này các bác nhìn thấy cái gỗ này không? Đấy, nhìn như gỗ bìu nghiến luôn. Và cảm giác của chúng ta thì gần như là đây là một cái khối gỗ người ta chạy CNC ấy, các bác nhìn này. Đấy, mặc dù nó chỉ là sơn thôi. Đấy. Tiếp đến nữa các bác nhìn phía bên trái kia cũng thấy kìa. Đấy. Nó được thiết kế cái nhựa mà giả gỗ đen này đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Và có một thiết kế rất là tinh tế trên xe Mỹ, đó là cái loa nó phải đặt trên kia. Vì sao nó phải đặt trên đấy? Bình thường là loa đặt dưới này đúng không? Đấy. Thế nhưng mà với cái người Mỹ thì người ta tối ưu cái không gian cũng như là với sự tiện dụng của người ngồi. Thế cho nên là chỗ này họ thiết kế vào đây để cái chai lọ, để những đồ. Đấy. Thế cho nên là loa họ đặt trên kia. Nó đặt bên kia thì có những cái nó khá là đẹp. Ví dụ như là những cái dòng xe, ví dụ như Vios các thứ, không có cái loa các thứ ở trên đấy. Các bác nhìn nó rất là đơn điệu. Nhưng mà với con này, các bác nhìn này, cái loa nó thiết kế lồi hẳn lên như thế này. Các bác thấy đẹp không? Thấy không? Đấy. Nó làm một cái gì đấy, cái tablo nó khác hẳn với những người khác nhá, khác hẳn với những cái dòng xe khác nhá. Đấy. Ngay cả những cái vị trí mà cửa mà cửa gió điều hòa nó thổi cái để thổi lên kính, nó thiết kế cũng có một gì đấy là rất là hiện đại, rất là tương lai. Các bác thấy không? Đấy, phải nói rằng là con xe này một cái thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy, tiếp theo nữa này, các bác để ý này, phần thiết kế điều hòa này, ai cũng có thể dùng được. Người già cũng dùng được,
Đấy, các bác để ý là nếu như những cái con đời cao bây giờ mà vặn để mà điều chỉnh nhiệt độ, nhiều khi lạnh quá hay là thấp quá thì phải nhìn vào cái đồng hồ đúng không? Cái này không cần nhìn đồng hồ. Đấy, khi mà lạnh quá thì ta chỉ việc giảm gió đi. Đấy, khi mà lạnh quá thì ta tăng lên cái này lên thì rõ là màu đỏ này, không cần mình nhìn nhiệt độ. Đấy, sang màu xanh là lạnh này, sang màu đỏ là nóng này. Đấy, cực kỳ hiện đại, người già cũng dùng được. Và đây nó thiết kế cái hình, ở đây nó có vẽ thêm một cái hình là hình bông tuyết. Hình bông tuyết này là cái này thì ai nhìn cũng biết luôn, đã để làm gì? Ấn một cái thì là nó mát đúng không? Ấn cái nó mát. Đấy, và ấn cái nó tắt đi là nó không mát. Và ngay cả đây cũng thế, thiết kế rất là đơn giản, nó không phải là ấn nút xong nó hiển thị trên màn đồng hồ là gió trong gió ngoài. Đấy, cái này cái mũi tên quay vào là gió bên trong, mũi tên hút từ ngoài vào là lấy gió bên ngoài, gạt sang bên này, gạt sang bên này. Đấy, thiết kế cực kỳ tối ưu luôn. Đấy, một con xe mà đến từ Mỹ thì quá là tuyệt vời. Đấy, còn về không gian thì các bác nhìn này. Vì là thiết kế đến từ Mỹ mà. Thế cho nên là các bác nhìn cái xe thì nó rất là nhỏ bé. Thế nhưng mà sao ạ? Nhưng lại trông lại cực kỳ rộng, bởi vì người Mỹ nghĩ nghĩ người ta cao cao to lắm. Thế nên anh em mà mua con này thì không sợ phải chật chội, bởi vì bên này em mịch, em hơn một tạ em ngồi em vẫn thấy rộng mà. Đấy, tiếp đến nữa quay cho các bác về ở phía bên ngoài nhá. Đấy. Bên ngoài thì các bác biết này. Đấy. Nó thiết kế rất là góc cạnh và thể thao, các bác nhìn thấy đồng không? Cái đầu không? Nó vút xuống cái là nó kiểu như là nó để cho gió đi, nó mượt mà, nó cản gió tốt hơn đấy. Đấy. La răng này, lốp này. Và có một điều đặc biệt nữa là người Mỹ người ta rất là quan tâm, đó chính là thường thường ấy thì mất trộm xe các thứ linh tinh ấy, thì các bác để ý không? Bình thường cái tay nắm cửa nó ở đây. Thế bây giờ giả sử thằng ăn trộm nào mà muốn mở cửa thì tay nắm cửa đâu ạ? Không có, không có, không có. Thế người Mỹ người ta giấu lên đây à? Đấy, rất nhiều người không biết mở cửa, với thằng trộm nó không biết mở cửa đâu, bởi vì là cái tay nắm cửa có thấy đâu. Bình thường cái này ở đây mà, cái này ở đây lại không có. Đấy. Rồi ok, phía đằng sau. Đấy, các bác nhìn phía đằng sau nó đẹp không? Đấy, giữa là có cái dấu chữ thập kìa. Đấy, đèn cũng thế, bên trên là đèn này, dưới là đèn xi nhan này, trên là đèn phanh này, dưới là đèn lùi này, rất là cụ thể luôn. Đấy. Rồi, ok. Đấy, với cái tầm giá xe dưới 1 tỷ, cụ thể là hơn 100 triệu, thì em nghĩ rằng là các bác không lựa chọn con này thì không thể lựa chọn được con nào khác nữa, bởi vì hơn 100 mà, thì một con xe nó hiện đại đến từ một đất nước giàu nhất thế giới cơ mà, đúng không các bác? Đấy. Anh em nào mà chốt hạ thì có thể alo em nhá. Thế nhưng mà con này em chốt rồi, đang trên đường đi giao rồi. Đó. Các bác thấy cái khả năng mõm của em Cường thế nào? Đấy. Em thích tả thật thì tả thật, mà em thích thả tả theo cái kiểu 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 khác em cũng có thể tả được theo cái kiểu khác. Đấy. Review một con xe thì nó vô cùng vô vàn, thế cho nên là nhiều cái sự thật nó như thế nào thì nhiều cái em nói nó hơi thô ở trên sự thật. Thế nhưng mà để mà nói nó hay lên, nói lên cho nó kiểu như là có một cái gì đấy là nó để cho người người xem người ta thích thú thì lại là một cái kiểu khác. Đấy. Đấy. Còn một cái nữa mà các bác không để ý là ví dụ như là chạy con này, em vừa chạy trên cao tốc nói về độ ồn. Đấy. Thì thực sự em có một ấn tượng rất lớn về độ ồn con này. Em cảm giác như mình đang ngồi ngồi ở hạng thương gia của một máy bay bể Boeing 747. Nó kiểu kiểu như thế. Đấy, đấy là giống như kiểu là mình ngồi thương gia hạng sang trên máy bay luôn. Các bác thấy thế nào? Đấy, phải nói rằng là quá tuyệt vời. Nó nói biết ngồi trên ô tô mà cảm giác như trên máy bay. Thực sự là rất tuyệt vời.